Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Kawat. Hôm nay bên em về được một chiếc Zenith rất là đẹp để lên giao lưu cùng với anh em nhé. Chiếc này sẽ là vàng đúc nguyên khối 18K. Chúng ta sẽ trang bị thêm là cọc và niềng được đính kim cương zin thiên nhiên của hãng. Rất là sáng và rất là đẹp. Đây em sẽ test qua một chút kim cương cho anh em cùng xem trước nhé. Đây kim cương thiên nhiên này, anh em nhìn này. Khi mà chúng ta để gần này thì bắt đầu cái ánh sáng nó khúc xạ và cái viên kim cương nó khúc xạ ánh sáng rất là đẹp. Đây. Đấy, thực sự lấp lánh anh em ạ. Rất là đẹp. Em này có size 40mm. Toàn bộ phần thân, vỏ và khóa đều được làm bằng vàng hồng đúc nguyên khối 18K. Rất là bắt mắt. Trên cái nền dial mặt trắng thì thực sự rất là dễ lên tay. Bản này rất là đẹp. Đây anh em nhìn này. Trước này em về thì tình trạng có hộp gỗ và thẻ như thế này nha anh em. Đây, chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành toàn cầu với cái date là tháng 9 2020. Ở trên chúng ta sẽ có mã sản phẩm, ở dưới là có series em nó. Bên này chúng ta sẽ có cái dấu và cái thông tin của cái store bán ra cái sản phẩm này. Đấy, Zenith này. Đấy. Hộp thì chúng ta sẽ trang bị cái hộp gỗ như này nha anh em. Hộp gỗ rất là đẹp. Đấy. Còn đây là chiếc đồng hồ chúng ta. Em này thì đồng hồ và khóa là zin nguyên bản hết 100%. Dây thì bên em đã lên một bộ dây da cao số handmade rồi. Dây cũng rất là xịn, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Dây này cực kỳ mềm nha. Đấy. Vì dây zin của chiếc này nó không còn nữa nha anh em. Dây zin nó đã bị hỏng rồi. Đây em sẽ zoom lên một chút cho anh em cùng nhìn rõ hơn này. Đấy, em này rất là đẹp. Đây. Đây là cái video em quay thực tế nha anh em. Thì mọi hình ảnh anh em xem ở video như nào thì ở ngoài nó sẽ như vậy thôi. Nó không khác một cái gì cả. Ở video em không hề chỉnh sửa hay làm bất cứ cái gì. Quay như nào thì em sẽ up lên như thế. Đấy. Ở em này thì với một thiết kế quen thuộc của cái dòng Elite, một cái thiết kế nó thuần kiểu thanh lịch, nha anh em. Đấy, thực sự lên những bản như này nó rất là sang trọng và lịch lãm. Đấy, kết hợp với những bộ đồ sơ mi của mình thì thực sự là rất là chất lượng. Đây. Đẹp thực sự anh em ạ. Độ mỏng rất là ấn tượng với một chiếc đồng hồ cơ thì đây, em này thực sự là rất là mỏng, chỉ có 9mm thôi, sắp xỉ 9mm. Khi mà anh em lên tay nó sẽ rất là ôm tay. Đây, vì cái càng, thứ nhất là càng của nó này nó ôm này, và cái thứ hai là cái đồng hồ nó rất là mỏng. Đấy, thì lên tay nó không bị cộm anh em nhé. Đấy, em sẽ ướm thử cho anh em nhìn này. Đấy, rất là vung tay. Em này size 40 thì nó sẽ phù hợp cho anh em cổ tay từ 16cm trở lên thì là sẽ là đẹp nhất. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái bộ niềng và cọc kim cương thiên nhiên của hãng thì thực sự là nó bắt sáng rất là tốt. Bởi vì hãng thì bao giờ người ta cũng tuyển chọn những viên kim cương mà nó có cái nước sạch nhất và có độ bắt sáng tốt nhất để lắp lên, trang bị lên những chiếc đồng hồ cao cấp của mình. Với chiếc này chúng ta sẽ có núm được khắc logo của Zenith này. Thiết kế em này sẽ là thiết kế kim rốn nha anh em. Cũng không phải là kim rốn, kim của kim dây của nó sẽ có trên một cái sắp đai của phụ riêng lại góc 9 giờ này. Đấy, một cái thiết kế rất là hay của nhà Zenith. Thực sự rất là độc đáo và nó có một cái gì đấy rất là tinh tế. Kính của em này sẽ là kính sapphire phủ chống lóa AR anh em nhé. AR của em này là AR xanh tím này. Khi mà anh em ra ngoài trời ấy, thì nó ánh lên màu xanh tím rất là đẹp. Anh em phải nhìn thực tế ở bên ngoài ấy, thì mình mới cảm nhận rõ được. Đấy, khóa thì vẫn là khóa đúc nha anh em. Khóa đúc hết này. Cỗ máy đằng sau. Đấy, em sẽ lau qua một chút cho anh em xem cái cỗ máy của em nó này rất là đẹp. Em nó sẽ được trang bị của máy in-house Zenith 681 nha anh em. Đây. Đấy. Zenith 681 này. Với cỗ máy này chúng ta sẽ được trang bị là 27 chân kính, tần số động sẽ là 28.800 VPH, tương đương với 4Hz. Cỗ máy chạy với thời gian tích cóp là 50 giờ. Cỗ máy chạy chuẩn Chronomaster, chạy rất là chính xác và bền bỉ. Máy của nhà Zenith thì quá là nổi tiếng rồi.
cỗ máy được hoàn thiện và được đánh vân thớ rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy này, thực sự là cái vân thớ nhìn như những cái dòng top đầu luôn nha anh em. Chúng ta sẽ có chuyện Elite là tên dòng này, ở Zenith là hãng này, bên này chúng ta sẽ có chuyện AO750 này, đầu cho Vecna, bên này cân tiểu ly. Đấy, mức trong nước em này 50m thì là chỉ là dùng nước nôi nhẹ nhàng thôi anh em nhé. Bên này chúng ta sẽ có mã sản phẩm này, có series em nó này. Anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin nữa của chiếc này có thể nhập cái mã sản phẩm này lên Google. Đấy thì nó sẽ ra tất là tật cái thông tin của chiếc này để cho anh em tìm hiểu và tham khảo nhé. Đấy. Đây. Vẫn rất là đẹp thực sự. Đấy, em sẽ trên tay cho anh em cùng ngắm thử chiếc này nhé. Tay em thì là xấp xỉ 16, thì em đeo chiếc này em thấy rất là vừa. Size 40. Đấy. Size 40 và độ mỏng chỉ hơn 9mm một chút xíu thôi, loanh quanh 9mm thôi. Trên tay rất là sang trọng. Đây. Tay này em chưa mặc cái áo sơ mi vào nữa anh em nhé, mặc sơ mi vào nữa rất là đẹp. Ok, chiếc này đang có giá retail cũng rất là cao, lên đến trên 300 triệu. Đấy thì bên em đang sẵn được một chiếc tình trạng phải nói là siêu lướt, còn rất là đẹp, máy móc linh kiện zin nguyên bản hết 100%. Đấy, và đang giao lưu với anh em mức giá chỉ với 132 triệu thôi anh em nhé. Giá hôm nay em sale tốt luôn cho anh em chơi này, còn 132 triệu. Đấy, đồng hồ thì đang có sẵn tại cửa hàng bên em. Mới về đúng mới về hôm chiều hôm qua. Đấy, thì anh em có thể qua lên tay ướm thử trực tiếp nhé. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.